Lúc trước giờ em vẫn cứ nghĩ là bài hát này là một bài hát rất buồn, nhưng mà không phải thế. Bài hát này còn không phải buồn. Chiều nay em hát em mới nhận ra, đấy nó mới buồn cười. Và sau đây thì em sẽ xin phép được gửi đến quý vị bài hát từ xa xưa từ xưa rồi, và một bài hát mà em rất yêu thích, bài hát mà tên vẫn nhớ cho mọi người cùng thưởng thức. Quý vị có biết anh cảm giác đấy là bắt đầu lời thuyết.
Quý vị có biết cái cảm giác mà mỗi lần mà em bị hát có em có một cái cảm giác rất đã, thế là mặc dù biết cái điều đấy không phải nào mình yêu cầu được, cái điều đấy rõ ràng là không, mình không có quyền yêu cầu, nhưng mọi người cảm thấy nào thì như thế thôi. Nhưng mà thực sự là mỗi lần mà ở dưới mà nghe mọi người sướng lắm ạ, thực ra ngày sướng lắm. Đấy, tôi bảo là không yêu cầu, thực ra cái đấy cũng là cái mà mình mong muốn được nghe. Nên là vì cái đấy rõ ràng là nó thể hiện được cái cảm xúc của mọi người đang như thế nào. Là mà em nghĩ là tầm này thì chắc là chúng ta phải ăn cơm uống nước các kiểu hết rồi đúng không? Nên tầm này là chỉ có sung sức, nghe nhạc xong về ngủ ngon, thế đó. Nên là thôi có bao nhiêu sức thì chúng ta cứ búng hết ra với nhau đi rồi về nhà ngủ. Càng búng sức ngủ càng ngon mọi người, nên là cứ càng mệt về ngủ càng ngon, đúng không ạ? Nên là thêm một lần nữa thì được không ạ? Em được thấy mọi người đó. Ở trên thế nào? Ở trên ổn đúng không ạ? Đó. Ok, đẹp trai.